sư cho hỏi về quan điểm xem tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát với lý luận rằng tâm mình là tâm Phật nên nhìn đâu cũng thấy Phật. Quan điểm này có đúng không? Kinh điển có nói gì về điều này không thưa sư? Xin thưa là trong kinh tạng lẫn chú giải Phật giáo Nguyên Thủy thì không có nói rằng tâm mình là tâm Phật, không có. Và cũng không có nói rằng là mình nhìn ai, nhìn tất cả chúng sanh mình đều coi họ là Phật, là Bồ Tát, thì không có. Nhưng mà nó có một cái điều tương ứng như thế này nè, là tất cả chúng sanh đều nên tu tập, đều nên thực hành các thiện pháp. Bởi nếu như vị đó chưa thể giác ngộ được đời này thì cũng gieo duyên giác ngộ đời sau. Cái đó là có. Tức là mỗi chúng sanh đều có khả năng tu tập, làm thiện, hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Và họ đều có khả năng giải thoát nếu như họ tu tập đúng đắn. Cái thứ hai là không nên xem thường bất cứ chúng sanh nào, nên có lòng từ ái với tất cả chúng sanh. Không nên có sự ngạo mạn, ngã mạn, xem thường bất cứ ai. Thì điều tương ứng như thế là có, chứ không có tới mức là như quý vị nói là xem chúng sanh là Phật, là Bồ Tát, tại vì tâm mình là tâm Phật, thì trong kinh không có nói như thế. Mà có những cái nó gần giống, nó tương tự như vậy thì có ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.